điều khiển biến tần chạy thuận ngược động cơ và điều khiển hoàn toàn ở trên mặt biến tần. Chúng ta sẽ sử dụng một cái lệnh như sau, đó là lệnh P40. Thì mình sẽ bật cái lệnh này lên để chúng ta cùng quan sát và kiểm chứng, đúng không? Đây là lệnh P40 này, Run Key Rotation Direction Select, tức là chọn cái chiều quay bằng cái khóa run. Ở đây nó sẽ có hai vị trí 0 và 1 tương ứng với chạy thuận và chạy ngược, chạy theo hai hướng khác nhau. Giờ mình sẽ bật này. Đầu tiên là nó đang ở màn hình như này. Sau đó mình ấn PU. Bước tiếp theo là mình sẽ phải chuyển sang parameter, sau đó chọn vào lệnh P40 và ấn set. Ở đây mình set nó giá trị 0 trước. Set. Sau đó mình ấn mode để quay ra màn hình monitor MON. Bây giờ đang chưa có tần số, khi mình ấn run thì nó sẽ chạy lên một cái tần số mà mình đã cài đặt trước đó. Và nó đang quay theo chiều kim đồng hồ. Giờ mình sẽ stop động cơ lại. Stop động cơ thì nút run biến mất và mình ấn mode để chuyển thành parameter, quay trở lại lệnh P40. Sau đó set nó lên giá trị 1. Và mình trở lại màn hình monitor, sau đó mình ấn run. Ấn run và nó sẽ chạy theo chiều ngược lại theo cái tần số mà mình vừa cài đặt từ trước đấy. Giờ nó đang cho quay nhiều, quay ngược chiều kim đồng hồ. Thì để sử dụng cái lệnh này, chúng ta đơn giản chỉ cần sử dụng lệnh P40. Còn nếu muốn cài đặt tần số thì các bạn có thể sử dụng các cái lệnh khác để sử dụng, mà mình đã hướng dẫn ở trong các video trước rồi.